sang khi nhận tại thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, hơn 40 lao động thuộc hai công ty trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã tham gia lễ khai giảng lớp lái xe nâng do Phòng Lao động Thương binh Xã hội thị xã phối hợp với doanh nghiệp và trường trung cấp nghề giao thông vận tải tỉnh tổ chức. Đây là lớp đào tạo nghề lao động nông thôn đầu tiên trong năm 2022 của thị xã Phú Mỹ. Lớp học được tổ chức ngay tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia học tập tham gia lớp lái xe nâng trong thời gian một tháng rưỡi, lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Onwell Việt Nam và công ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, được học các quy định liên quan đến luật giao thông đường bộ, luật an toàn lao động, cấu tạo thiết bị, kỹ thuật lái xe an toàn. Sau khi hoàn thành phần lý thuyết, các học viên sẽ tham gia thực hành điều khiển xe. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ nghề sơ cấp lái xe nâng hàng.